những cái việc trong vòng. Truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là buổi tối Chủ nhật, ngày 6 Tây tháng 3 năm 2016. Hiện tại chúng tôi đang có mặt ở nhà hàng Thần Tài trong vùng Phố Church để gửi đến quý vị phóng sự về cái buổi ra mắt tân ban chấp hành của Liên hội Cựu Chiến sĩ nhiệm kỳ 2016-2018. Kính thưa quý vị, nói đến Liên hội Cựu Chiến sĩ thì đó là một cái kết hợp của rất là nhiều hội đoàn cựu quân nhân ở tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn nói riêng và tất cả các nơi nói chung. Thưa quý vị, những người cựu chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngồi lại với nhau kể từ ngày 75 đến bây giờ đã hơn 40 năm. Tất cả những cái thế hệ trước đã tuần tự, những người già, những người bệnh tật và cũng đã từ giã chiến hữu, bạn bè, những người thân để ra đi. Nhưng mà Liên hội Chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại. Thưa quý vị, họ ngồi lại với nhau để làm gì? Ngày xưa khi mới qua thì là trong cái sự mà bị mất miền Nam một cách rất là đột ngột, thì mọi người trong một cái tâm trạng hoang mang, không hiểu là những chuyện gì sẽ xảy ra, mà nhất là đến cái vùng đất xa lạ. Họ tìm về với nhau, sinh hoạt với nhau, và để nhớ lại một cái thời oanh liệt, nhớ lại cái thời đã hy sinh để bảo quốc an dân. Và rồi vì biến chuyển lịch sử, họ đã phải buông súng. Nhưng mà trong lòng mỗi một người vẫn mang nặng một cái hoài bão và một cái trách nhiệm. Họ rất là mong muốn làm được những gì to lớn hơn, những gì ích lợi hơn. Nhưng mà như quý vị cũng biết là hoàn cảnh và mọi điều kiện đều rất khó khăn. Lúc còn tuổi còn trẻ hơn thì họ phải lo gia đình, lo con cái. Và bây giờ tuổi già sức yếu, nhưng họ vẫn cố gắng gặp nhau, cũng cố gắng để làm những việc mà họ nghĩ rằng cần thiết. Nhất là nhớ đến những anh em tại quê nhà, vì họ đã còn ở lại và sống trong một cuộc đời rất là cơ cực. Thì họ cũng ở đây cố gắng để giúp đỡ và cũng như là các anh em chia sẻ những buồn vui. Trong lòng họ vẫn hy vọng một cái điều gì đó tốt đẹp cho quê hương đất nước. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong buổi ra mắt tân ban chấp hành với sự có mặt của các nhiều hội đoàn, cựu quân nhân, dân sự, cộng đồng và tất cả quý đồng hương. Trước hết chúng tôi xin giới thiệu, tôi là Chí Hữu Trần Kim Long, người điều họp chương trình ngày hôm nay và đại diện ban tổ chức hân hoan chào mừng tất cả quý vị có mặt đông đủ ngày hôm nay để chứng kiến ra mắt tân ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2017. Trân trọng giới thiệu niên trưởng Lâm Quang Tấn, cựu tư lệnh Hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa và phu nhân. Niên trưởng Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, tư lệnh Sư đoàn 3, Bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Cộng đồng Virginia, Maryland và DC và phu nhân. Hạ
Hải quân Đại tá Bùi Củ Viên và phu nhân. Đại tá Phạm Ngọc Thiệp. Đại tá Biệt động quân Lâm Duy Tiên và phu nhân. Kính thưa quý niên trưởng tướng lĩnh, kính thưa quý vị niên trưởng, kính thưa quý vị hội trưởng, kính thưa quý vị quan khách và kính thưa quý chiến hữu. Với tư cách là chủ tịch liên hội mãn nhiệm, tôi được phép lên đây để tỏ lời cảm ơn tất cả quý niên trưởng, quý vị hội trưởng, quý chiến hữu và đồng hương đã yểm trợ cho Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận trong hai nhiệm kỳ liên tiếp 4 năm vừa qua, khi chúng tôi còn tại chức chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ. Như quý vị đã biết, tình hình chính trị tại quốc nội cũng như tình hình chính trị tại hải ngoại càng ngày càng căng thẳng. Với những ý đồ đen tối của nhà nước Cộng sản Việt Nam buôn dân bán nước, cắt đất dân biển cho Trung Cộng, Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn trong nhiều thập niên đã cương quyết yểm trợ cho cuộc tranh đấu tại quê nhà của đồng bào trong công cuộc giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam độc tài và đem lại tự do dân chủ và nhân quyền cho hơn 90 triệu đồng bào trong nước. Mặc dù tôi không xa lạ gì với Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận, cũng như không xa lạ gì với đồng hương trong vùng. Nhưng từ năm 2006 tới nay, tôi liên tục 3 nhiệm kỳ thứ tư nhận trách vụ Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Và vì vậy, tôi rất lo lắng và e ngại khi phải kiêm nhiệm thêm trách vụ Liên hội Cựu chiến sĩ. Và đó cũng là lý do tại buổi hội bầu cử của Liên hội cách đây 2 tháng, chúng tôi đã thưa với quý vị hội trưởng, ở đây có rất đông quý vị hội trưởng, vị niên trưởng là chiến hữu niên trưởng Trung tá Nguyễn Văn Lân làm chứng, và chúng tôi có nói chúng tôi không tranh cử với ai cả. Nhưng nếu không có ai ra ứng cử và vì nhu cầu các hội trưởng muốn chúng tôi nhận trách vụ này thì xin có ít nhất 2/3 số phiếu. Và kết quả là 10 phiếu thuận, 2 phiếu trong số 12 hội trưởng hiện diện. Tới đây, thưa quý vị, tôi cần phải bắt đầu về những cái gì mà chúng tôi phải làm trong tương lai. Nói về vấn đề chính trị, ngay từ buổi hội đầu, chúng tôi đã thưa với các hội trưởng và các hội trưởng đã đồng ý quan điểm đó cho Liên hội Cựu chiến sĩ bắt đầu từ ngày hôm nay là Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận không chấp nhận ủy quyền Cộng sản Hà Nội. Chiến hữu Nguyễn Thị Bé Bảy, Phó Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ. Chiến hữu Bùi Văn Thông, Biệt động quân, Tổng thư ký. Chiến hữu Phó Hòa, Hội Thủ Đức, Tổng thư ký. Bây giờ tới chiến hữu Bùi Dân Liêm. Chiến hữu Bùi Dân Liêm,
Chiến tranh chính trị, ủy viên truyền thông. Chiến hữu Nguyễn Trấn Quốc, quý vị đã nghe giọng hô của chiến hữu Nguyễn Trấn Quốc vừa rồi, quý vị không quên. Thuy Cố Lục Chiến, ủy viên nghi lễ. Chiến hữu Nguyễn Hưng Thái, biệt động quân, ủy viên thường phê bình. Chiến hữu Châu Huyết Hùng, ủy viên văn nghệ. Có một chiến hữu không muốn nêu tên, nhưng trong tình thế này không cách nào khác hơn. Xin chiến hữu vui lòng lên. Chiến hữu Lê Văn Hiếu, Thủy Cố Lục Chiến, đặc trách về an ninh. Như chúng tôi đã nhắc trước, chúng ta cố gắng đẩy mạnh công tác phát triển hậu duệ trong liên hội. Vì vậy, ngay từ khởi đầu, chúng tôi đã mời được một ủy viên hậu duệ, đó là hậu duệ Tà Xuân Hòa. Em Tà Xuân Hòa không phải là lính, nhưng mê màu áo trận, thương cái mũ đỏ của hội gia đình mũ đỏ, nên em tình nguyện gia nhập hội gia đình mũ đỏ của Hoa Thành Đô. Ban chấp hành của Liên hội Cựu chiến sĩ còn sẽ được mở rộng với một thành phần gọi là thành phần yểm trợ. Hiện nay chỉ có 3 người. Ông Trần Kim Long, không quân, ủy viên yểm trợ công tác. Xin mời ông Trần Kim Long. Đi xuống như này, đi xuống như này. Chiến hữu Phan Thanh, Thủ Đức, ủy viên yểm trợ công tác. Hai nhân sự sau đây được giới thiệu sau chó là vì có tội. Mặc si vinh. Chiến hữu Tà Cử Nguyên, Hải Quân, ủy viên kế hoạch. Chiến hữu Mai Vàng, Hải Quân, ủy viên yểm trợ công tác. Thưa quý vị, trước mặt quý vị là thành phần ban chấp hành tương đối hùng hậu của Liên hội Cựu chiến sĩ trong nhiệm kỳ 2016-2017. Xin quý vị một tràng pháo tay để hoan hô các ủy viên trong hội đồng chấp hành. Đôi huyền hương xanh vai nhịp nhàng thấm sinh dưới nắng xuân trong
con đường đầu tiên đường này mơ bao lâu. Hôm bữa lần này tôi đang nghe rap bao giờ đang hôm bữa lần này tôi đẹp lòng để đến đây qua certitude, la foi et quý khán giả, trong buổi tiệc ra mắt tân ban chấp hành của Liên hội, chúng tôi nhận thấy có sự có mặt của một vị sĩ quan cao cấp ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc binh chủng Hải quân. Thưa quý vị, đây là Đô đốc Lâm Nguyên Tánh. Chúng tôi xin mời quý vị nghe một vài phút. Chúng tôi hỏi một vài câu cái sự hiện diện của Đô đốc và cảm nghĩ của Đô đốc về cái sinh hoạt này. Dạ, thưa chào Đô đốc. Dạ, xin chào bà. Dạ. Thưa Đô đốc, hôm nay Đô đốc đến đây để tham dự với Liên hội về cái buổi ra mắt tân ban chấp hành. Và xin Đô đốc cho biết cái suy nghĩ của Đô đốc như thế nào khi thấy Liên hội vẫn tiếp tục hoạt động và các thấy được những cái người ở trong các quân binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, dạ thưa, tôi rất là làm vui mừng để đến đây thấy tất cả các anh em chúng tôi trong quân đội họp mặt lại nhau và bắt tay nhau để cùng nhau xây dựng lại cái, có thể nói là cái tương lai cho đất nước trong những ngày sắp tới. Nhưng mà thật ra thì tôi đã già yếu rồi, tôi không có được mạnh khỏe như khi xưa để mà hoạt động, thì tôi cũng đến đây để chia vui cùng các bạn trong quân đội và cũng để cầu chúc cho Liên hiệp hội cựu chiến sĩ dùng qua thành đốn và phụ cận được thành công mỹ mãn, và nhất là lật đổ cái chế độ cộng sản bên nhà để đem dân chủ lại cho công nhân dân. Dạ. Thưa Đô đốc, sau hơn 40 năm thì cái thế hệ trước mọi người hầu như ai cũng già hết. Nhưng mà cái tinh thần và cái ý chí cũng như là cái trách nhiệm mà người ta vẫn còn tồn tại ở trong họ không có gì thay đổi. Dạ đúng như vậy. Dù 40 năm đã qua rồi nhưng mà trong lòng tôi vẫn nghĩ rằng là chúng tôi vẫn còn cái bước đường từ năm 1975 khi mà phải bắt buộc phải ly hương. Và thành ra chúng tôi dầu thế nào đi nữa chúng tôi cũng vẫn giữ trong lòng chúng tôi tổ quốc Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta hồi xưa, cho đến bây giờ thì vẫn còn đó trong tâm trí, trong linh hồn chúng tôi. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi vừa nhắc đến cái phóng sự hôm nay là buổi ra mắt tân ban chấp hành của Liên hội cựu chiến sĩ nhiệm kỳ 2016-2018. Thưa quý vị, nói đến cái tân ban chấp hành thì chắc chắn chúng ta cũng không có thể quên được những vị mà đã hy sinh bỏ thì giờ ra làm việc trong những nhiệm kỳ vừa qua. Thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị nghe một vài phút nói chuyện với ông cựu chủ tịch của Liên hội là ông Tạ Cư Hải.
tiến sĩ Tạ Cự Hải cũng đã bỏ rất là nhiều công sức trong cái việc mà sinh hoạt của liên hội. Xin chào ông Tạ Cự Hải. Dạ, kính chào chị Bạch Mai và kính chào quý khán giả của truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Thưa ông Hải, hôm nay vui quá tại vì có những rất là đông quan khách đến tham dự cái buổi sinh hoạt này. Thưa ông Hải, nói qua về cái tiến trình mà thay đổi cái vị chủ tịch cũng như là cảm nghĩ của ông Tạ Cự Hải như thế nào khi đã có một vị tân chủ tịch để thay thế cái việc làm của ông? Dạ thưa quý khán giả, tới giờ phút này thì đã tới cái giai đoạn mà vấn đề nhân sự cần phải được thay đổi theo nhu cầu mới của tình hình chính trị tại hải ngoại cũng như trong quốc nội. Nhưng mà dù ở cương vị nào thì các chiến hữu của Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa và Hoa Thịnh Đốn vẫn tiếp tục nhiệm vụ tối quan trọng, đó là quyền lợi tối cao của Tổ quốc, đặc biệt là tại quê nhà. Tại Việt Nam, như quý vị biết là tình hình rất là căng thẳng, trong khi nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bán nước cho Trung Cộng và cộng đồng tại hải ngoại, đồng bào tị nạn cộng sản cũng như Liên hội Cựu Chiến sĩ tại vùng thủ đô và nói riêng và tại hải ngoại nói chung đang tiếp tục yểm trợ cuộc tranh đấu cho giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam và đem lại tự do dân chủ và nhân quyền cho hơn 90 triệu đồng bào. Thì đây là cái lúc mà Liên hội nhận thấy rằng cần có sự thay đổi nhân sự, và hôm nay là cái ngày mà lễ ra mắt của tân chủ tịch của Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam cùng với tân ban chấp hành của Liên hội Cựu Chiến sĩ. Thì chúng tôi với tư cách là cựu chủ tịch Liên hội Cựu Chiến sĩ mãn nhiệm, chúng tôi hân hoan và trân trọng sẽ giới thiệu đến quý vị ông chiến hữu tân hội trưởng, tân chủ tịch của Liên hội Cựu Chiến sĩ và ban chấp hành trong ngày hôm nay. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi trình diễn cùng quý vị một tân ban chấp hành cùng với một tân chủ tịch của Liên hội là những người dấn thân và tiếp tục chiến đấu cái chống cộng theo cái truyền thống anh dũng của Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam vùng thủ đô nói riêng và tại hải ngoại nói chung. Thì đây là một cái tiến trình tốt đẹp và chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai, dù trong bất cứ cương vị nào, chẳng những cá nhân chúng tôi mà bất cứ chiến hữu nào thuộc Liên hội Cựu Chiến sĩ tại hải ngoại và đặc biệt là tại vùng thủ đô sẽ tiếp tục yểm trợ cho Liên hội trong cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền. Xin cảm ơn chị. Kính thưa quý khán thính giả, trong tất cả các anh chị em dấn thân làm việc cho truyền hình Hoa Thịnh Đốn trong nhiều năm qua, thưa quý vị, có một người phụ nữ miệt mài vác máy đi để thu và để làm những chương trình gửi đến quý vị. Nhưng mà quý vị có biết đó là một cái người ngày xưa trước năm 1975 là một nữ quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa với cấp bậc đại úy. Thưa quý vị, ngày đó mà đại úy là cũng hoài lắm. Xin chào chị Bé Bảy. Dạ, chào chị Bạch Mai. Dạ, đài truyền hình Việt Nam vừa qua tình lớn là... Nhưng mà ít khi thấy chị xuất hiện, thành ra hôm nay thấy chị mặc bộ quân phục rất là đẹp mà của nữ quân nhân, với lại cấp bậc với đủ hết những cái logo, những cái này kia. Chị Bé Bảy hôm nay xuất hiện ở trong... Quên nữa, còn một chuyện được biết chị là phó chủ tịch của Liên hội Cựu Chiến sĩ trong nhiệm kỳ 16-18. Thưa chị, bây giờ nói một chút về quá khứ của mình ngày xưa và trong cái hiện tại này, khi chị xuất hiện, đồng ý để ra để sinh hoạt với Liên hội trong cái nhiệm kỳ. Thưa chị Bạch Mai, nếu mà nói là xuất hiện bây giờ thì là không có đúng, tại vì tôi làm trong cái tổ chức Liên hội này từ lâu, từ kể từ cái năm khoảng chừng thập niên 80 mấy á. Lúc đó là tiền thân của Liên hội còn là Ủy ban Phối hợp Hành động. Rồi sau khi Liên hội được thành lập thì tôi cũng có cái trách nhiệm là Tổng Thư ký. Thì từ năm 2001 cho tới 2008 thì sau đó thì tôi nghỉ một thời gian. Rồi bây giờ thì coi như là tiếp tục cái công việc của mình. Dạ. Thành ra bây giờ coi như là tiếp tục trở lại cái công việc. Dạ, dạ. Chị thấy trách nhiệm có nặng nề? Chị thấy thế nào? Nhưng mà mình làm theo cái suy nghĩ và cái ước vọng của mỗi một người cựu quân nhân. Dạ. Cảm ơn chị, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức trong cái khả năng cũng như là trong cái phạm vi mà mình có thể.
cũng như ở trong cái hoàn cảnh hoàn toàn mới, chứ không có phải như là ở trong nước trước 75. Thưa quý khán thính giả, lợi dụng trong lúc mà chờ đợi cái chương trình bắt đầu, chúng tôi có xin được vài phút để nói chuyện với ông Tân, chủ tịch của Liên hội Cựu chiến sĩ tại vùng Hoa Thịnh Đốn, là ông Nguyễn Văn Tân. Chắc chắn một lát đây sẽ có cái phần giới thiệu Tân ban chấp hành và Tân chủ tịch. Nhưng mà bây giờ thì cũng xin nói thưa quý vị, đây là ông Tân, chủ tịch của Liên hội. Xin chào ông Tân. Kính chào quý khán thính giả của đài đài TV Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Thưa ông Tần, trong từ xưa giờ ông cũng đã dấn thân trong cái việc tranh đấu, trong những cái công tác, những cái công việc mà ở trong cộng đồng Hoa Thịnh Đốn ông cũng đã từng và cũng đã nới rộng ra cái sinh hoạt của ông ở các nơi. Và bây giờ thì ông lãnh cái trách nhiệm là chủ tịch của Liên hội Cựu chiến sĩ trong cái nhiệm kỳ này. Thưa ông, cho biết cái cảm nghĩ như thế nào và cái tương lai ông, cái những cái hoạch định ở trong cái tương lai như thế nào? Trước hết, thưa quý khán thính giả, chúng tôi đã đảm nhận trách vụ phó chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhiệm kỳ ông Đoàn Hữu Định khởi đầu lập liên hội. Sau đó chúng tôi qua nhận trách vụ chủ tịch cộng đồng và sau đó lại đi qua bên cộng đồng Việt Nam Hoa Kỳ và vẫn còn ở trong vùng nhưng mà thi hành công tác ở trên toàn nước Mỹ trong 10 năm qua. Cuối năm vừa rồi, trong phiên hội bầu cử của Liên hội Cựu chiến sĩ, tôi đã thưa với quý vị hội trưởng trong Liên hội Cựu chiến sĩ rằng tôi không tranh cử với ai cả. Nhưng nếu không có ai ra ứng cử và Liên hội nghĩ rằng cần đến chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng đảm nhận, với điều kiện là phải có được sự chấp thuận của trên 2/3 các hội trưởng tham dự, 12 người. Kết quả là 10/12, 10 vị chấp thuận và 2 vị bỏ phiếu trắng và đưa tới đích quyết định chúng tôi nhận trách vụ Liên hội Cựu chiến sĩ nhiệm kỳ 2016-2017. Thưa quý vị, đối với chúng tôi thì việc đầu tiên khi tôi vào nhận trách vụ chủ tịch Liên hội chiến sĩ là tôi yêu cầu mọi người cùng chấp thuận với tôi đường lối về chính trị của Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hoa Thịnh Đốn và phụ cận là không chấp nhận ngụy quyền Cộng sản Hà Nội. Và đi về hoạt động, tôi nghĩ rằng các ông Đoàn Hữu Định, Tạ Cư Hải, các vị chủ tịch tiền nhiệm đã thành công trong công việc tạo nên một Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn phụ cận đoàn kết. Trách nhiệm của chúng tôi là đẩy mạnh đoàn kết hơn lên và thân ái trong Liên hội Cựu chiến sĩ, và đặc biệt là phát triển thế hệ thứ hai của người Việt chúng ta trong vùng Hoa Thịnh Đốn. Người đảm trách trách vụ này là anh Tạ Hòa, một người trẻ tuổi nhưng mà hậu duệ của Hội Gia đình Mù Đỏ, và anh ta đã đảm trách cái trách vụ này. Trong tương lai chúng tôi và anh Tạ Hòa sẽ hợp tác để phát triển công tác đó. Thế như vậy cái chương trình và tất cả những công tác còn rất là nhiều bên cạnh Liên hội và bên cái cộng đồng Hoa Kỳ tại ở trên toàn nước Mỹ. Thì thưa ông Tần, như vậy là trách nhiệm rất là nặng nề. Chúng tôi xin chúc ông được thành công trong mọi công tác và Liên hội sẽ thấy được càng có nhiều cái công việc khởi sắc. Cảm ơn bà Bạch Mai và cảm ơn quý vị đồng hương.